Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của Khánh Hân TV ha. Vâng, chúc các bạn có một ngày sức khỏe, tràn đầy niềm vui và luôn tươi như hoa hồng. Hôm nay thì Khánh Hân TV sẽ quay cho các bạn một cái video nó liên quan đến làm ngó dâu tây ha. Các bạn thấy cái mùa này là cái mùa mưa, dâu tây nó sẽ không có trái và ngó của nó thì cực kỳ nhanh các bạn nhá, cực kỳ ra cực kỳ nhiều. Và trước khi mà nói chuyện với các bạn thì hôm nay mình sẽ nói là hiện tại cái ngó Hà Lan hoa hồng, hoa đỏ các bạn nhé, à Nhật hoa đỏ thì mình chưa có để bán các bạn nhé. Các bạn có thể liên hệ những cái kênh mà họ bán cây cấy mô. Nhật hoa đỏ thì hầu như là mình trồng rất là lâu, rất là kiên trì nhưng mà nó vẫn chưa có ngó các bạn nhé. Thậm chí là cây nó rất là bé, cũng gọi là rất là khó. Còn Nhật hoa đỏ, Hà Lan hoa hồng thì nếu như bạn nào gần thì mình sẽ cho. Còn nếu như xa thì các bạn cũng thông cảm, bởi vì gửi xa thì nó rất là khó. Còn về hạt dâu tây á, là một số bạn thì mình đã gửi, còn một số bạn thì khi các bạn cần hạt á, thì các bạn phải kết nối với mình, phải có đầy đủ thông tin, ví dụ như là số điện thoại, đầu tiên phải họa tên, nơi nhận, địa chỉ của các bạn đúng không, số điện thoại để người ta cần người ta liên hệ. Chứ các bạn cứ bảo cho hạt dâu tây nhưng mà mình chả biết là như nào cả, cho nên các bạn cũng thông cảm nhé. Các bạn hãy hết sức lưu ý, bởi vì mình cũng rất là bận. Mình check tin nhắn của các bạn nhưng mình chỉ biết là trả lời thôi, chứ còn các bạn cứ để lửng lửng như thế mình cũng không có biết được. Thì nếu các bạn đam mê và các bạn muốn tìm thì các bạn phải tìm cho đến nơi nhá. Rồi thì hôm nay là cái nội dung chính của các bạn này. Các bạn nếu mà trồng đam mê và yêu thích dâu tây ấy, thì các bạn sẽ xem những cái hình ảnh này và các bạn có thể tự tập làm ha. Nhiều khi là có thể là các bạn hãy nhìn người ta làm thôi rồi các bạn học hỏi theo ha. Đấy. Đây các bạn thấy chưa? Đấy, toàn bộ những cái chậu rau nhá. Thì ở đây là một cái vị trí các bạn biết không? Nếu như các bạn có cái ban công thì các bạn cố gắng là để cái ánh nắng buổi sáng cho nó chiếu toàn bộ vào cái khu vực rau và dâu của các bạn nhá. Như các bạn biết là cái nắng sớm nó cực kỳ tốt cho dâu và không những dâu và tất cả các loại cây. Đây các bạn có thể thấy là những cái chậu dâu mà để như này này. Khi mà nó như thế này các bạn nhá, thì các bạn nên tỉa lá đi nhá. Đây này. Và các bạn nên tỉa đây cho ánh sáng nó chui lọt vào trong các cái gốc nữa các bạn nhá. Đấy. Nó tốt nhưng mà các bạn nên tỉa lá. Và đặc biệt thì các bạn thấy đây này. Những cái chậu dâu mà để bên ngoài cùng nhá các bạn nhá. Đó, đấy, các bạn thấy chưa? Nó rất là đẹp, rất là sáng. Và những cái dấu hiệu như thế này thì các bạn nên để phòng sớm này. Mình đã có một đám dâu trồng ở dưới đất là nó đã bị thế này lan cực kỳ nhanh, các cái vết này các bạn nhá. Cực kỳ nhanh luôn. Chỉ cần mấy hôm thôi. Và khi các bạn mà muốn làm ngó nhanh thì chỉ bằng cách như thế này các bạn nhé. Đây này. Này các bạn có biết là mang một chậu ra nhá. Các bạn lấy cái ghim, các bạn ghim chặt vào. Thì có phải là trong một cái video mình đã nói các bạn là có, các bạn có một vài cây dâu đúng không ạ? Một vài cây dâu mà nếu các bạn chăm nó tốt lên rồi thì một mùa dâu như vậy á, thì các bạn biết không, các bạn ra hàng trăm cây là chuyện bình thường ha. Các bạn thấy ở đây mấy cái chậu dâu này nó ra ngó cực kỳ nhiều. Và mình nhắc lại các bạn là đây là những cái chậu dâu mà trước đây là mình đã ra giống cho cái cô này, cô trồng này. Đây là những cây dâu Nhật Sachinoka các bạn nhé. Đây này, cô cũng mang sang chậu sang. Cô cắm, cô mình thả các cái ngó này vào thì cô bê về, rồi bây giờ cô lại tự nhân ra, các bạn thấy không? Nó cực kỳ nhiều, nhiều lắm. Nhật Sachinoka khi mà nó lớn lên rồi thì nó cực kỳ cực kỳ nhanh các bạn nhé. Và các bạn nên nhớ là cái việc mà phơi nắng dâu tây mà hợp lý á, nắng sớm các bạn nhá, thì dâu tây nó rất ít bệnh. Nhưng mà nắng chiều thì nó lại cực kỳ có hại cho dâu tây các bạn nhá. Cho nên các bạn là khi mà trồng thì các bạn cũng cố gắng tìm cái vị trí hợp lý nhá, tìm vị trí hợp lý. Đừng có kiểu như là nó quá công thức quá các bạn nhá. Và các bạn nên nhớ rằng là nắng sớm thì không những tốt cho người và người ta thì tắm nắng, nhưng mà cái cây các bạn nhé, nắng sớm cực kỳ tốt. Các bạn chỉ cần mấy tiếng nắng sớm thì nó rất là có giá trị. Tất cả các loại cây các bạn nhé. À không, có một vài cây mình biết là nó lại thích ưa giờ. Mình sẽ nói cho các bạn một số những cái video sau. Và kênh của Khánh TV thì
chỉ có chuyên về dâu tây ấy. Nhưng mà sắp tới thì mình sẽ làm những cái nội dung khác để các bạn cùng xem, các bạn tham khảo thêm ha. Đó, dâu này các bạn này. Rồi hoa hồng thì các bạn có thể thấy được là người ta cũng trồng hoa hồng bằng những cái giá thể dâu tây đúng không ạ? Rồi là rau đây này các bạn này. Đó. Thì các bạn nhớ là trồng rau, rau thơm thì các loại rau khác là chúng ta dùng các bạn nhé. Đó. Đó. Đây. Những quả dâu hiếm hoi. Đây là cây dâu Nhật, cũng là Nhật lùn nữa. À cây dâu này là dâu hình như là New Zealand các bạn. New Zealand là Mỹ đá chứ đây. Nói chung là hơi giống giống nhau. Quả này thì mình nghi là Mỹ đá các bạn nhé. Đây này. Đó. Hiếm hoi. Đấy các bạn thấy chưa? Cái mùa mưa là chúng ta nên để, các bạn thấy là để cao lên xíu nhá. À, cũng không cần để ở dưới các bạn nhá, thấy chưa? Nhưng mà mùa nắng á, cái mùa nắng thì các bạn lại nên để xuống đất. Đấy, nó dâu tây nó đôi khi là các bạn phải chiều nó theo mùa, kiểu nó đúng ý nghĩa như là nó là dâu là con nít đấy các bạn, phải chiều nó. Đây. Các bạn thấy chưa? Đấy, cực kỳ tốt và cũng cực kỳ nhiều ngó nhá. Và các bạn cũng phải lưu ý là nếu như mà nó dày quá, đây là cái bệnh xì mủ của dâu tây là nó cũng như cái tình trạng này các bạn này. Mà cái này mình nghĩ là không phải nấm các bạn nhá. Có một số bạn gửi cho mình là hình ảnh nhá, bạn hồng tươi gửi hình ảnh, nhưng mình nghĩ là chắc là không phải nấm, thì các bạn nói chung là phải nhìn trên cái lá các bạn. Đây, các bạn cố gắng là dọn lá vàng nhá, lá vàng lá gốc. Cố gắng dọn sạch các bạn nhé, chứ đừng để nhiều. Đấy các bạn thấy không, kết hợp trồng dâu trồng rau nhá. Đấy, mình có hai chậu Nhật Hanna mà mình để xuống đất đây các bạn này. Mai mình mang ra này, mình cũng để gần cái chỗ bồn nước và cho nó phơi nắng. Đó, một chậu ở đây, một chậu là Nhật, ở à đây là Nhật Hanna mà mình gieo hạt đấy các bạn. Các bạn thấy mình đây các bạn mình thấy mình kiên trì cỡ nào ha. Đây các bạn này, mình phải mang cho mình phơi nắng luôn. Bởi vì nắng sớm để phơi cho nó, mình phơi nắng sớm cho nó tốt các bạn. Đấy, nó sẽ hết bệnh. Đây các bạn này, nó bị bệnh rất là nhiều. Đấy. Rồi, mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Các bạn nhớ mà xem lần đầu thì đừng quên đăng ký kênh ha. Like và hãy để lại comment các bạn cho biết cảm xúc xem là các bạn trồng nó có tốt không, hoặc các bạn có khó khăn gì không các bạn nhé. Đấy, cái mùa này là mùa, mình nhắc lại là mùa ngó dâu tây các bạn nhé. Đấy, thì các bạn làm ngó chỉ đơn giản là các bạn mua một cái chậu, bỏ cái chậu như thế này, rồi xong các bạn cắm qua là nó cực kỳ nhanh. Đấy là mùa này, mùa ngó thì những cái cây này của mình này, Nhật Hanna nó lại có cái đây các bạn này, nó lại có cái nó ra ngó, thì mình muốn nhân cho nó đầy cái chậu này, mình chỉ cần để thôi, nó tìm đất nó bám xuống các bạn ạ, cực kỳ nhanh luôn. Đấy, rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau ha.